đây mọi người, nói chung là anh em mình thôi, mình không biết gì nhưng mà đây là xác chết đi, xác chết ở trên nóc nhà của ông Út mình, phụ nữ nha, phụ nữ á, không phạt, rồi anh bác tự thiêu chết luôn rồi nè. Mà thầy thương chết luôn. Đừng có động vô, này à. Không phải chụp hình quay phim là đủ mà mày lát không ăn rồi sao mày? Tự sát luôn rồi sao á. Thôi Nam Mô Phật. Đây quay trực tiếp nha bạn bè anh em. Đây không biết bà mình á, không biết sao bả, không biết sao bả lên nóc nhà này kia. Rồi, quay trực tiếp cho anh em coi luôn nha. Tìm hiểu để công an này kia vô nữa, không chết nữa. Một cây thuốc rầy, cái dép của bả, một cây nước suối đó, xương bả nè, xương bả, xương ống chuột tha đây đó. Quay ra cho anh em mình biết nha. Cái này không biết ra gì à? không tự chuột tha ra, tự tự ra ra sao nó ra cây này, cây gì nè, để cho thuốc rầy lâu chưa có ai đụng gì cả, đừng có ai đụng cái gì vào, không ai, nãy giờ không chưa ai đụng cái gì đâu. Nè, đôi dép nè, đôi dép quả nè. Mời sao lên đây tới đây được hay? Không, nãy giờ chưa ai đụng. Mình thôi. Tao có bước đó rồi quay lại thôi, bả thôi chứ chưa đụng gì hết. Còn có con mắt kìa. Chúng mà mô Phật. Nam mô Phật. Chúng mà lên đây mới biết bà thì nói chung là. Nam mô Phật. Thôi à, không có linh thánh bảo kêu người ta lên chờ bà. Vâng. Thì nãy không biết nói chung anh em mọi người ơi, nói chung là mình không biết gì nhưng mà có đang nay đám bên trong ngày của bà già, để chi có thằng cháu xuống báo rồi nó có lên đây, không biết nãy lụm cái gì không biết, cái banh hay gì á, là lên nóc nhà của ông Út mình, mình thấy bà mình nằm đây trong còn chỉ còn có bộ xương thôi. Đây đó là bình thuốc diệt cỏ, nhưng mà không biết bà mình chết bao lâu mình không biết, nhưng mà bà trước người cỏ đây, đôi dép dép bả đây, trên xuống bả nữa này, ở đây là xương này, chuột nó tha, chuột nó tha đây đúng không, còn cái bộ xương người của bả nằm đây đó, quay cho mọi người anh em coi đồng tình ý kiến nha, nào nào nấy chết còn cái bộ, chỉ có bộ xương khô thôi. Đây quay sát ngự ngay cái đầu bả cho anh em coi luôn đó, đó thì xương giò của bà Út mình đó, bên đó là khăn cái với đây là cái đầu bả nè, mặc cái áo màu ba chết thì nó còn chứ bộ xương này kia nó vậy thôi. Anh em mình góp ý nha, cái nào nó nấy. Nam mô Phật. Không, xương của bả là chạy vô bả chết đó là sao phải không? Là chuột nó tha ra đây. À, một cái xương đóng nạnh của bả còn nguyên kìa. Cái mình trong kia còn... đúng rồi đó nè, cái hàm răng giả của bả còn đây nè anh em mình, đó nãy giờ anh em cũng đâu có đụng gì đâu, quay là thật tế biết rồi, nhưng mà thật sự ấy này kia hiểu bình thường, nhưng mà quay đây bốc quay ra đây, đứng đây quay được rồi,
trong cái đó cũng chờ công an, nói chung là cũng chờ công an vô nha anh em mình, chờ công an vô để công an giải quyết. Dương, Dương, sao để công an vô chưa? Nói chung mà anh em mình đây là nóc nhà của ông Út mình nha, nóc nhà của ông Út mình, đây là nóc nhà của ông Út mình, đó, nóc nhà của ông Út mình bả nằm đây, đó bây giờ sắp chết nó nằm trên nóc nhà bả ngợp quá, bả với ai nữa không bả? Ba mặc cái áo bà ba nè, rồi xa đây không thấy, sao thấy được, đúng mới nói sao thấy không thấy, còn ốc nè ốc. Ôi, mày giờ lấy khẩu trang đeo vô công an cho tới. Xuống thì lấy khẩu trang đeo vô. Lấy khẩu trang vô đeo cho em Mốc. Giờ đây ở này kia. Đây là mình phát trực tiếp nha anh em, cái nào là có mình nói, còn không có thôi chứ mình không có giả dối nha. Mình Thanh Tuấn ở ấp 4 xã Lộc Hoa, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Mà chết độc thì chết sao đủ má thiệt. Thằng ơi, sáng vô nè. Biết đâu, hiểu rồi. Này nghi là bà chết lâu lắm rồi đúng không? Bà chết lâu lắm rồi. Lâu rồi. Nói chung là bà Út mình không biết bà bụng vụ gì mà bà chết lâu lắm nha anh em. Nhờ chia sẻ với anh em là bà nằm trên lán xóm của nhà ông Út mình. Nhà của anh em mình ở mấy dưới kia. Đó. Thì ở đây nhà của ông Út mình ở trên nóc nhà. Đây là nóc nhà của ông Út mình nha. Nhà ông Út mình, còn nhà mình á mấy đứa kia đó. Giờ chia sẻ với anh em toàn thể trên Facebook này kia, coi này kia chứng kiến giùm nha. Nè, đây là cái nhà đây đó, đây là chú thích là cái nhà của ông Út mình đó, cửa chính đúng không, này là cửa chính nhà ông Út mình, nhà vườn đây. Nhà của ổng, nhà chính đây. Tôi đang đứng ngay thi thể đây là ở trên nóc nhà nè. Trên nóc nhà của ông Út tôi nè, dầm xuống là thấy cái vườn sòi không? Đó, dầm xuống thấy vườn sòi không? Anh em thấy vườn sòi chiếc khế này kia, cây âm tầm không? Đó, thì bà Út tôi nằm trên nóc nhà đây. Đó, có anh em này kia đang ở đây. Đó, chứng kiến đàng hoàng, đúng không? Và bà tôi nằm đây, đó. Còn đỡ bán không? Vậy anh em mình chia sẻ này kia, có gì lên Facebook này kia chia sẻ nha. Tôi quay hết cái clip này đại công an vô, anh em mình mới được lên đại công an vô nữa. Rồi xét nghiệm tử thi nữa thầm lâm á. Má chết mà này, chết lâu rồi. Đúng rồi, bà chết hơn vậy không có, rồi, lâu lắm rồi. Quay nè, rồi chắc là cái này, chai này là chai đây. Nói chung là anh em ơi, nói chung là đây là cái cây thuốc rầy. Cây thuốc rầy chắc bà Út mình bá chắc cũng buồn vậy á, là bá chắc qua tự giận. Đây là hồi nãy giờ anh em chưa có động gì hết. Đây là cây thuốc rầy của bà Út mình. Đây là đôi dép bá mưa hổm này lớn là nó trôi đây. Là ở trong hốc đó là một chiếc. Đây là cái bình nước bá uống, đúng không? Là uống nước này kia buồn quá không biết sao á, lên đây tự dặn là ôm cháu trai chết á, là chết á, là uống nước này kia này cái buồn không biết suy nghĩ
lên ông nhà tự dặn chết đó là ái này kia là không biết sao, là giờ uống nước xong mà siêu quẩn quá rồi tự dặn chết, mà không ngờ mình không biết sao là bà út mình lên lúc nhà bà chết luôn á. Thì nói chung vậy anh em chia sẻ nhau, thì nói chung là mình lên Phú Quốc để kết bạn với anh em là để chia sẻ có chuyện vui buồn gì anh em chia sẻ nhau đi, chứ không có lên like, không có mau câu để lấy like này kia, không có tiền bạc đối tiền bạc kia bù vô cắt bụi cũng về cắt bụi, chết rồi cũng về cắt bụi mà thôi, ta hai bằng hai trắng chứ không có anh em theo được đâu. Nhưng mà mình chia sẻ nhau với anh em, bởi sao tôi kết bạn này kia là năm ngàn người bình thường, nhưng mà thật sự ra anh em mình là chia sẻ, là mỗi lúc mà anh em có chuyện gì anh em chia sẻ, tôi có chuyện gì con cũng chia sẻ anh em đó. Đây là anh em chứng kiến đàng hoàng nhau, nhưng mà đang đó cái nhà bên kia máy cắt cái nhà mình đây, mà giờ mà bên kia cái đó, cái nhà đó, nhà nghe mình đang đứng giờ mà đây cũng không thấy, tại nằm đây không nằm bả nằm đây không thấy được phải không. Thì đó bây giờ mới nằm đây mới chết nè, mới chết này, lâu chắc cũng hơi lâu lắm rồi đó. Chuột tha xương bả là tới đây nè, đó chuột cũng tha xương bả là tới đây đúng không đó. Cái bình thuốc đầy thứ người thuốc đầy nằm đó đó mình dép đó, dép mưa trôi góc nó chết không, bình nước đây đó, bình nước trước khi chết rồi nãy bả cũng buồn tình xong á, bả lên lúc nhà này kia bà uống nước này kia, bà suy nghĩ bà cũng chưa chết hay sao không biết, nhưng mà tôi không biết lý do hay sao, để lắc công an vô điều tra đi rồi mới biết, để tôi quay hết clip này cho anh em coi. Ok, có gì anh em mình chia sẻ nhau nha. Tôi là Thanh Tấn Thanh, hôm nay Thanh Tấn cũng được, nói chung là mình có sao mình chia sẻ như vậy. Đây là bà mình á, bà út mình á, nhà cửa thì bao la, đây là nguyên cái vườn của ông út mình á đó. Đó, thấy cái vườn xài không? Đó, vườn xài. Đó là cái vườn mới trên nhà ông. Đó, bạn tôi đang ở nhà. Tại vì ba tôi lên chứng kiến 5 thằng lận. 5 thằng chứng kiến. Nhưng mà giờ ba anh em tôi đang ở nhà để giữ hiện trường. Đó, giờ quay cho anh em đó. Khu vực nhà tôi. Đó, từ đây. À, nhà đây là nhà ông Mốt tôi. Bả chết đây. Đó, nhà tôi mới dưới đó. Đó, mới dưới đó. Cái nhà này mới xây mà giờ bên đó giờ qua cũng thấy. Ok. Đó là tính em mình đó, cái ngậu đó. Để chờ công an vô để giải quyết đi. Mà có sao nói vậy nha Tùng. Tùng anh em mày anh em mày, tao có sao nói vậy chứ tao không phải lên nó dốc. Bà út tao không biết, nói chung bả không chuyện của bả. Thì tao tâm linh, tao làm tao đang ở nút nhà tao không biết gì. Thì bả chết thì nay không biết bao lâu thì trời công an vô ấy kia lắc tao quay cho mày coi tới hết clip này luôn. Đó bả đang nằm đó. Mà chết thì không biết chết bao lâu. Thì anh em mình có chia sẻ lên nè, coi nó xương bay ra đi. Chết con người chết trong ngủ à ha. Chết trong ngủ à. Nè, nó chết không biết bao nhiêu lâu, nhưng mà chuột nè. Đó chuột tha tới đây nè. Đó, chuột tha xương tới đó, thấy không? Đó, cây thuốc trầy bả nằm đó. Nó dép bả nằm đó chiếc. Đây chiếc. Tại trên lúc nhà của ngốt mình rất là rộng. Trên nhà của ngốt mình rất là rộng đúng không? Mưa nó chảy, nó dòng xuống chảy, nước nó dòng. Dép bả nằm đây chiếc. Bên kia chiếc, để cho nước bả uống trước khi tự dặn bả nà bên đó một chai. Đây chai thuốc rầy ấy. Thấy không? Thì xong lúc đúc chờ công an vô thì anh em mình đó quay cho anh em coi. Đây là cái hầm đăng giả của bả, thấy hầm đăng giả không? Đó. Có sao là anh em mình quay lên vậy. Không, tôi nghĩ bà chắc bà cũng lấy cái một cái thang, bà lấy cái thang bà leo lên mới được chứ bà không lấy thang bà lên được. Lấy tôi nhân nghe mình chèo á. Bà lấy thang mới lên được chứ không lấy thang lên được. Bà cuộc đời cũng như các bộ đúng không anh em, chết cũng vậy các bộ mà thôi. Đó, thấy không?
mình đâu có chứng kiến được đâu, nhưng mà bữa nay mà chứng kiến nguyên một xác ngừ, giờ có xác ngừ chết rồi nhưng mà còn bộ xương không à, đó đúng không, đó còn bộ xương không à, đó là bà Út mình á, chết rồi còn bộ xương không à, đó gì không có chắc không nhờ giờ tao mới đúng không, không trong trong phút này không biết là cái chai nữa đó là cái chai nước hay là chai xăng mình không biết. Nhiều lúc bả tự dặn bả tẩm bả uống thuốc đài xong rồi bả tẩm xăng lên bả đốt luôn mình không biết, nhưng mà đợi lại công an vô kê kiểm định đi rồi anh em mình biết, chứ giờ mình không có nói, mình không có nói được phải không. Mà nhiều lúc mình quay lại cho anh em coi này kia đó, anh em nói bình luận nói mấy này quay tàu lao này kia, mình có xong mình quay vậy đúng không, nói các bạn đúng không, đúng rồi, đúng rồi. Rồi sao nãy giờ điện sao quá chắc nay giống giống được cái trò. Thôi giờ anh em ngậu đi chào luôn. Nói chung là giờ anh em ngậu đây. Đây bạn cái nghĩa. Đó là em mình nó ngậu góc bên kia. Tôi ngậu đây góc bên đây dừng xài. Thì cái xác nó nằm đây thì trong khi lúc chờ đợi chính quyền kêu bên công an bên kiểm sát lên xét nghiệm này kia là mình ngậu đây chờ nha. Có gì anh em mình cứ đẩy cái tin nhắn lại anh em mình chia sẻ. Mình có sao nói vậy chứ không phải là mình nói dốc. Đó, thì còn cái bộ xương không á, nói chung mình còn bộ xương không á. Mà mình không ngờ luôn, mình không ngờ luôn là bà Út mình sao mà nghĩ sao bà leo lên được cái nóc nhà là vẫn hay lắm. Bà là siêu đẳng á. Tại sao không? Cái nóc nhà rất là cao. Mấy bạn thấy không? Đó là đó cái này với cái hàng cây có mốt rồi nè, ở dưới sâu chứ là khoảng 50 mét nữa, nhưng mà không biết sao đây đó đây nè, mà không biết sao cái đường nào không biết mà bả leo được đây là bả tự dặn mình không biết, không biết gì nó mình không biết, để chờ công an vô kiểm soát nha anh em. Nhưng mà nếu cháy thì nó phải cháy hết đám kia luôn, cái này có thể cháy không? Nếu không cháy nó thối lắm, nó nào nhất cháy đâu không, tại nắng quá không. Không, nhưng mà thật sự ra bả chết cháy là cháy hết bao nhiêu rồi lâu không. cháy ở lâu, bả chết lâu lắm rồi, thiệt ý rồi. Một năm chứ nhiêu, một năm thì trong lúc chờ đợi công an tới trên kiểm soát này kia chứ bên thú bên xét nghiệm này tới để kiểm soát này kia coi bà mình chết sao nha anh em. Nói chung vậy giờ nói chung là mình quay gần cái nữa thôi nha, để mình ngồi xa rồi để lát vô đủ thường mình cái chết luôn đó, thấy không đó, chỉ còn cái bộ xương thôi á, chết rồi chỉ còn bộ xương thôi đó, cái hàm răng giả của bộ mình đó. Anh em mình chia sẻ nha. Nói chung hồi nãy giờ mình không mình quay cho anh em coi thôi, để nói thanh tấn này mình đặc địa nói dốc này kia. Ở nhiều lúc mình lên Facebook là mình chia sẻ phải là tào lao. Có sao vậy? Tôi là Phan Thanh Tấn. Phan Thanh Tấn ở số nhà J11 xã 43 ấp 4 xã 3 huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ là ở trên nhà nóc nhà có một tôi là có một xác ngừ là đang chờ bên kiểm thi nó lên xét nghiệm này kia, sao giờ quay này kia đang anh em tôi đang lên nóc nhà, hồi nãy giờ không dám động gì đó, để cho kiểm soát này kia lên nó hỏi làm sao coi xét nghiệm làm sao, chứ động vô đó một lát đi ở tàu cái đó. Thì anh em này kia tên Facebook này kết bạn với anh em mình mới chia sẻ, còn nữa thì anh em mà thích thì để ok, còn không thích thì thôi. Sao các bộ cũng vậy, các bộ thôi đó, bà mình á một thời quanh liệt á, nói chung là một thời đại gia nắm tiền tỷ mà giờ bà tụi mình chết trên nóc nhà nó là mình không biết nha. Thì anh em có thích thì anh em mình chia sẻ này kia, ok anh em mình chứ không ăn la gì á. Thanh Tấn mình nói thật, có sao mà mình nói vậy chứ không có nói dốc.
nè, quay quay sát nè, quay sát cho coi nè, đó thấy hàm răng, thấy hàm răng giả của bà mình không? Đó, bà hàm răng giả mới chết, mà không biết nghĩ sao là mà bà buồn gì không biết mà mới chết, mà ở dưới, bà, ở nhà bà không chết, ở dưới nhà bà không chết mà bà chết trên này, trên nóc nhà, trên nóc nhà rất là động trại nha. Quay cho anh em coi một lần nữa nha, một lần nữa thôi nha, một lần nữa thôi. Nóc nhà nè, rất là động trại, đây nhà của ngốc mình, nóc nhà nóc Thái, rất là động trại. Nhà mình á thì mấy dưới này, đó, nhà mình mấy dưới này. Đây là nguyên cái vườn cây của nhà của ngốc mình, đó, nguyên vườn cây đây, đúng không? Đây là cái vườn cây của nhà ổng luôn, nguyên cái vườn luôn, rất là động rãi. Còn khu trên á là chấm trên là khác, còn xác của bả vợ nằm đây, vậy, đó. Thì đó giờ ái này kia bởi mày ở đây với tao đụng mày mày xuống dưới lắc mày vui ông nội tôi với vui mày tại hơn nói chung là anh em ơi biết không mình tánh mình thì không sợ ma nhưng mà thật sự sợ lắc công an nó mời này kia mệt lắm bây giờ nói với anh em đúng không